lại cua này, cua đồng với lại cua sữa nữa, rất là hiếm luôn. Rồi đi rửa. Để mình mở băng keo ra coi thử nha chị Thảo. Ừ, mở đi. Mở ra thử coi. Trời ơi, nước nhiều trên đây lắm nè. Đúng chưa? Cua này là cua sữa nè các bạn, mình mua 2kg gần đó. Mua nhiều á cũng có đâu mua. Tại có một chỗ duy nhất bán nè. Còn lại có 2kg rồi các bạn. Rồi, tháo ra xong rồi đó chị Thảo ơi. Giờ mở ra coi thử coi. Wow. Sao cua nhỏ nhỏ không vậy Phương? Tại cua này á là cua nhỏ không à, bởi vậy người ta mới kêu là cua sữa. Thôi bưng đi rửa. Bưng đi rửa. Chị nhìn thấy không, cua này nhìn như nhỏ vậy thôi chứ nó rất là mập, ăn rất là ngon luôn. Chút xíu mà ăn với nước sốt mè cực kỳ ngon nữa. Mình sẽ đi rửa sạch rồi tách mu. Rồi để lại. Rồi đi, bưng đi. Thôi mình để đây mình làm nha. Thở cua ra. Cua nào cua nấy mập quá kìa. Mình sẽ để ở đây gậu một chút xíu cho nó nhả sành ra. Chào bạn, cái nơi mình là Tiểu Phương tên ETV. Bữa nay làm món gì Phương? Đãi bọn anh món gì ngon ngon nha. Hôm nay em sẽ đãi bọn anh một cái món rất là dân dã nhưng mà rất là ngon luôn. Món gì ạ? Món gì mà đặc biệt dữ trời? Đó chính là món cua đồng gan me nhưng mà đặc biệt là cua sữa luôn nha. Em món này chị, ngon á. Chị đi chuẩn bị nguyên liệu đi, đi rửa cua. Đi. Đi, đi. Cua này mình đã gọng qua đêm xong rồi, mình cũng tách mai ra xong rồi. Đây là cua sữa nè các bạn, cái mai nó cực kỳ mềm luôn. Cái yếm nó cũng mềm nữa. Hai chị em mình đã gỡ mai ra hết rồi, với lại cua này cũng đã rửa sạch rồi. Thôi bưng đi mãi chế biến chị Thảo ơi. Đây, còn đây là chén gạch nha. Đó. Món cua đồng gan me gồm nguyên liệu gì Phương? Cua đồng gan me này là gồm có cua đồng. Rồi tiếp theo là một chén me, nước mắm, tỏi với lại hành tím, với ớt. Cái này là bột ngọt, đường, hạt nêm, muối, bột ớt Hàn Quốc, tiêu. Cái này là tương ớt với tương cà nha các bạn. Còn này là hai quả hột gà, tiêu với lại bột năng. Cái này là bột chiên giòn. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm thôi, không thể thiếu là dầu ăn nữa. Bây giờ mình sẽ pha chế bột rồi sau đó nhúng vô con cua sữa này rồi chiên lên ăn mới ngon. Rồi mình sẽ xé bột ra. Để bột vô đi chị Thảo. Ừ. Phần nữa thôi nha. Ờ biết rồi. Rồi. Rồi xong rồi đúng không? Em sẽ đập trứng. Rồi. Đẩy lên. Đập trứng thứ hai nữa. Quậy cho trứng nó hòa tan đều với bột. Quậy đều tay lên. Trong lúc chị Thảo quậy bột thì mình sẽ pha chế nước sốt me. Mình sẽ cho một muỗng tương ớt vào. Rồi. Tương cà nữa, ăn cho nó chua chua. Mình sẽ cho 2 muỗng đường nha. Mình sẽ cho một muỗng hạt nêm. Một muỗng hạt nêm nhỏ như thế này nè. Kế tiếp thì mình sẽ cho một chút xíu nước mắm vào. Bột ớt thì mình sẽ cho một muỗng. Mình sẽ quậy đều lên nha. Quậy càng đều thì càng tốt. Chị quậy bột mình rồi nè Phương ơi. Dạ chị để nó đi. Giờ mình sẽ dẹp bớt gia vị vô trong gỗ nha. Rồi trộn cua vô bột. Rồi đem trộn cua vô bột cho. Chị để cua vô mem đi. Nè. Rồi trộn đi Phương. Dạ. Mình sẽ trộn đều bột cho nó áo một lớp mặt của con cua. Chiên lên nó rất là giòn và ngon. Chị thấy hấp dẫn quá Phương ơi. Em cũng thấy hấp dẫn nữa nè. Rồi để chị bắt chảo lên dùm cho. Bây giờ chảo nó mình sẽ chế dầu vô nha. Trộn bột đều chứ Phương. Dạ đều rồi đó. Rồi để nhiều nhiều lên. Rồi được rồi. Trộn đều đi Phương ơi. Một lát dầu nóng là bắt đầu chiên đó. Dạ. Dầu nóng rồi thì mình sẽ bỏ cua vô luôn nha. Đó. Bỏ vô nhiều nhiều luôn. Chưa gì hết là con cua này đỏ nè các bạn. Để lại.
Trời ơi nó thơm, nó có lớp bột áo mỏng bên ngoài ha, ăn càng ngày càng giòn luôn. Nhìn là thấy giòn rồi đó. Đúng rồi, lật nó lại. Đem bỏ. Chắc cũng sắp chín rồi đó chị Thảo ơi. Thơm quá. Chị thấy con này là chín rồi nè. Nè. Đó, đắp ra ngoài. Trời con này đã dính chùm luôn nè. Hai thầy con dính chùm luôn. Chín hết rồi đó chị Thảo ơi, gắp ra đi. Lại lên, lại lên. Gần xong một mẻ rồi đó. Chị Thảo ơi nhanh lên đi, 2kg luôn đó. Rồi, rồi chiên cái khác. Chiên mẻ thứ hai nè. Đây là mẻ thứ hai. Nhiều nhiều lên, nhiều nhiều lên. Vậy là được rồi đó chị Thảo ơi. Rồi lật nó lại. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt me nha. Chiên xong một mẻ cua luôn kìa. Trời bá luôn. Sữa một đống luôn kìa, chiên ngon dữ à. Rồi bây giờ em sẽ khử tỏi với hành tím với ớt nha. Khử đi. Chảo chưa có nóng Phương ơi. Rồi, để cho chảo nó nóng đi. Mở lửa nóng lớn lên. Chảo nóng kìa Phương ơi. Khử hành với tỏi đi. Dạ. Làm lẹ lẹ đi Phương ơi, đói quá à. Khử cho nó thơm nha các bạn. Lại vàng nữa. Làm đệ ơi Phương ơi, anh thấy cái chậu cua này là anh chịu hết nổi rồi đó. Dạ, chút xíu nữa là xong rồi. Lẹ đi anh thiện lắm rồi. Rồi, tỏi với hành tím ớt đã vàng rồi, mình sẽ cho gạch cua vô nha. Wow. Nhìn gạch cua mà thấy thèm luôn á các bạn. Anh Cường ơi, để nước sốt cho giùm em đây để em trộn. Ok, nè. Hết luôn nha anh Cường. Ok. Phần nước sốt mình đã trộn đều đó, các bạn thấy có ngon không? Chút xíu mình sẽ để cua vô, chắc chắn thì sẽ ngon. Nước sốt đã được rồi, chị Thảo ơi, để cua giùm em đi. Ok. Rồi, đem trộn lên. Còn mình thì tiếp trang trí rau lên mâm. Đó, xong. Đợi cua nữa là ăn được rồi. Chị Thảo ơi, để bột năng vô giùm em đi. Dưới đèn nha chị Thảo. Ok. Rồi, nó thấm đều hết đó. Sắp được ăn rồi các bạn ơi. Trộn đều chưa Phương? Dạ, em trộn đều rồi nè. Ấy ra mâm, ấy ra mâm. Nhìn thấy hấp dẫn ghê luôn á. Để đi, Thảo. Đi. Đây xuống. Để chị Thảo ơi. Từ từ đừng có gấp. Ui. Rồi. Quá hấp dẫn rồi các bạn ơi. Còn mình thì sẽ gan mè nha các bạn. Gan mè gắt lên Phương Phương. Rồi đúng rồi. Ok, chảo nóng rồi mình sẽ để mè vô luôn. Rồi gan lên. Mình sẽ gan mè cho nó thơm nha. Nay làm clip gì Phương? Dạ hôm nay em làm clip cua đồng gan me. Nè cua nè. Thường ơi, cua đồng gan me nó thơm. Mình mới đi mua đồ về các bạn. Rồi, mè cũng đã xong rồi. Anh Đại lên đây thưởng thức cho bọn em nè. Ừ. Cái món cua đồng gan me đã xong. Mời tất cả các bạn cùng ăn. Mời tất cả các anh chị cùng ăn nha. Mời bạn nha. Cua sữa nghe bạn. Rất là giòn luôn. Món này á cực kỳ giòn luôn. Bạn xem cái mình ăn nè. Nó giòn mà béo các bạn. Thôi cua sữa cũng giòn mà nó ngon lắm chứ. Đã ngon quá các bạn ơi. Quá ngon. Cua gan me này nè, nó hơi hơi chua chua của me, cay cay của vị ớt, với lại cực kỳ giòn nữa chứ. Thịt nó bên trong thì mềm mềm nữa, bên ngoài thì giòn, quá đã. Ăn cái này cực kỳ chắc xương luôn. Cái mè nó Phơn, cái cua sữa này nè, nó mềm, ăn nhiều vô dồi dào canxi lắm luôn á. Đó, hổm gà em nghe anh Đại nhức chân đúng không? Thì giờ anh ăn này vô đi là hết nhức chân liền à. Đã. Cua sữa này nó béo. Chua chua cay cay ăn quá ngon luôn. Đúng rồi á. Ăn kèm miếng thịt nữa. Chấm cho chung hết.
quá ngon. Không có từ gì để bạn cãi không các bạn. Giòn không bạn? Giòn. Nãy giờ nghe nhai ăn cục cục quá đã luôn. Này chắc như vậy không đủ các bạn ơi. Thấy nhiều vậy chứ có mấy con. 2 kg lận đó anh. Thiệt. Ăn hết luôn. Cô này làm vừa ăn ăn ngon các bạn. Chứ là làm cũng mau lắm. Cái con này nè các bạn, cua đồng mà lại cua sữa nữa, cua sữa cực kỳ béo luôn. Món ăn dân dã như là rất là ngon. Ăn này rất là bổ luôn nha. Với lại dồi dào canxi nữa, me thì chua chua, ớt thì cay quá ngon. Nãy ăn muốn hết luôn nè Phương ơi. Mau. Mau dữ vậy. Chị ăn nè, kẹp rau cho nữa cho nó tăng thêm hương vị. Nãy giờ anh Đại ăn bao nhiêu con rồi? Hơn chục con à. Còn anh Cường? Cũng vậy à. Còn mình mới ăn có 5 con rồi các bạn. Chị Thảo 3-4 con gì đó. Ăn ít thì ngon chứ ăn nhiều thì ngán lắm luôn Phương. Dạ. Em biết mà. Mình ăn không thơm hay là mình ăn cua này ngon các bạn. Cua sữa ở đây không có dễ kiếm đâu các bạn. Đúng rồi. Rất là hiếm luôn. Lâu lâu thì chỉ có 1 con, 2 con thôi. Cái nào phải mua các bạn chứ. Bắt ít con. Đợi mà cho... đâu phải là người ta bán thường ngày đâu, mình phải đặt đó mới có. Chừng nào tới mùa mới có phải không? Đúng rồi. Bọn mình ăn nguyên 1 mâm cua và còn có mấy con các bạn ơi. À, không nổi các bạn. Không nổi rồi. Kết thúc video đi Phương. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình 1 đăng ký, 1 like, bấm vào cái chuông đồng hộ kênh mình nha.